ngoài. Chúng ta sẽ sang chơi clip thứ 3. Xin chào các bạn. Lâu lắm rồi không làm clip của Thanh nhỉ? Thôi được rồi nè. Thời tiết Hà Nội ngày hôm nay thật là lạnh, mong lạnh nhất. Và soi xong thì 9 độ. Chết rung rồi. Nên là hôm nay bọn mình có kèm theo một cái stove ở dưới đúng không? Trước khi chúng ta đã học về yoni rồi đúng không? Rất là nhiều ý nghĩa đúng không? Tuy nhiên nó còn một nghĩa cuối cùng nữa cơ. Và mình xin được giới thiệu. Ngoài ra chúng ta còn học Darake, Okage de, Seide và Seika. Chúng ta cùng nhau bước vào bài học. Thứ nhất đó là yoni. Yoni ở trong bài học ngoài này thì nó mang nghĩa đó là tố, thay cho trợ từ tố, đúng không? Tôi bị thầy giáo nhắc là đừng có quên bài tập nhé. Thì mình sẽ nói là như sau đúng không ạ? Sensei ni shukudai o watsurenai de to chui sareta. Thì đây là một cách nói trực tiếp đúng không? Trích dẫn trực tiếp câu nói của thầy giáo nhé. Đúng rồi. Thế thì khi mà chuyển sang yoni người ta sẽ dùng như thế nào thì người ta sẽ chia lại như sau ạ. Sensei ni shukudai o watsurenai yo ni chui sareta. Mọi người hiểu chưa nhỉ? Rất là dễ đúng không ạ? Đứng trước yoni chỗ này tương tự chia sang thầy thường đúng không nhỉ? Đúng rồi. Hay. Tương tự thì câu thứ hai cũng y hệt như vậy. Yeah. Mình đọc câu đầu tiên và cô Thành chuyển sang nhá. Hai. Hai. Issa ni osake o nomanai de to iwareta. Mình sẽ chuyển lại nhá. Issa ni osake o nomanai you ni iwareta. Hai, cho 3 bạn. 3 bạn ですね. Haha ni souji shinasai to iwareta. Ja, haha ni souji suru you ni iwareta ですね. Rất đơn giản đúng không? Chúng ta chuyển sang câu thứ hai trong bài học hôm nay đó là だらけ。はい、本だらけ。だらけ。ないですけど。漫画だらけ。漫画。多いよ、漫画。これね、何か言ったかっていうのは、こう、もう、こう、じゃあ、何を、バーン、なさん。バーン。で、なさんだろ。だから、みんなに今、こう、バイト、そうだよ。1番、ズン先生のクラスは女だらけだ。ザハコで、ズン、バーンな漫画。 はい、じゃあ2番はね。2番はあの人の部屋はゴミだらけだ。ごめんな、まず。パンも、ばん、ね、見るもん。で、パンも、ぐいだおい。たんだかざ。たんだかざ。はい、だから、そう、ばあにゃ。ズモリは借金だらけだ。というのは、ちょっとだから、じゃあ、借金ですね。借金。借金だらけ。いや、これ見せてください。 ông dũng mua đi ấy, nợ nần thì chồng chất cả đám. Đúng. Nên vài một câu nữa chúng ta để làm rõ nghĩa của này nhá. Watashi no ketai wa kizu darake da. Ờ, trời ơi, cái điện thoại của tôi ấy xước xác hết cả. Xước bé bé. Ờ, xước lung tung hết cả đây. Lung tung. Xước lung tung, ok. Chúng ta vào câu năm. Câu năm nhá mọi người nhá. Hay. Mô nan de heya ni wa onna no kami wa darake na no. Có phải chúng ta gì là gì đây mọi người? Tại sao trong phòng này đầy tóc con gái thế này hả? ですね. Hai. Giờ 6 番 mà nè. 6 番 tôi sẽ 読みますね. Ấn độ を頑張っていたら. À, chị, ごめんごめん. Hai. 6 番 tôi sẽ 読みます. Ấn độ を頑張ったら汗だらけになってしまった. Không phải đơn giản thôi, chúng ta chỉ định là gì nhỉ? Sau khi vận động xong thì người bê bết mồ hôi. Ok, chúng ta sang mẫu số 3 đi mọi người nhá. Clip ngày hôm nay đó là Okage de. Thì đây là một ơn rời cậu đây rồi đúng không? Thì đây là một cái ơn rời cô Thanh đi rồi. Ngủ y đấy. Thì đây là một cái cách mà mọi người cách nói mà mọi người có thể là gặp rất nhiều trong văn nói hàng ngày đúng không ạ? Đang dịch là nhờ có. Nhờ có làm sao? Nghe thì nhờ có thì làm sao? Đằng sau là nhờ có cái này mà có một cái kết quả tốt gì đấy nhá. Ok. Câu thứ nhất nào. Chị vào. Issa san no okage de byouki ga naotta. Nhờ có ông bác sĩ. À, nhờ có bác sĩ mà tôi đã khỏi bệnh rồi. Ok, 2番. Sensei no okage de N san ni ukatta. Yeah, ukatta. À, thôi cái này cũng dịch là gì nhờ nhờ có cô giáo mà. Nhờ có thầy cô giáo mà tôi đã đỗ hơn N3. Nhưng cái này có lẽ không phải nhờ thầy cô đâu mọi người ạ. Cái này là đỗ hay không là do mình đấy nhá. Dĩ vân đấy. Đúng rồi, có 3 cách biểu hiện. Thứ nhất, đó là gì? N3 を取った. Tức là tôi đã lấy được N3 ですね. N3 に受かった. Như trong mỗi câu đây. Và N3 に合格した. Nhớ nhá, 合格した. Câu thứ 3. 3番 ですね. 昨夜よく寝たおかげで
況の気分が良くなってきた。なるほどですね。À, tối qua nhờ có à tối qua may quá ngủ ngon ấy, nên là hôm nay tâm trạng tốt hơn hẳn. Đúng không? Chúng ta có từ UV là Kino no ban ですね. Kino ban à Kino no yoru ですね. Hai. Hai. Vẫn còn mẫu câu đúng không ạ? Hai. Còn. Yon ban ですね. 彼が手伝ってくれたおかげで仕事が早く終わった。Nhờ có anh ấy giúp đỡ mà công việc xong sớm. Hai. じゃあ5番ですね。天気が良かったおかげで旅行は楽しかった。結局どうですか？Nhờ thời tiết tốt mà chuyến đi du lịch rất là vui vẻ. Đúng không? じゃあ6番先生どうぞ。わ。おかげさまで、すっかり良くなってきました。Câu này mà khi mà chúng ta tưởng tượng ở văn cảnh mà các ông bà già mà nói mà vừa mới khỏe mạnh ấy, ông sẽ nói là gì nhỉ? Rồi nhờ ông rời phù hộ mà cuối cùng tôi đã khỏe lại rồi. Đúng. Nhớ ông rời phù hộ nhé. Từ đó là xe đế. Xe đế nhé. Nghĩa là tại, do là chúng ta đổ lỗi cho ai đó tại mày. Thì mà à, như thế này. Nó cũng đều nói về một cái nguyên do là đó đúng không? Giống với okage đế nhưng mà khác cái là okage đế là nghĩa tốt, mang nghĩa tích cực. Còn xe đế là mang nghĩa tiêu cực một tí đúng không? Hoặc là những cái kết quả mang tính chất tiêu cực. Thì Ichiban nhé. Hãy xin xe đồ tốt. Hãy.成績が低いせいで奨学金がもらえなかった。Trời ơi, chỉ tại thành tích thấp kém mà cuối cùng đã không nhận được học bổng đấy. Câu thứ hai, あなたがエラーしたせいで試合に負けてしまった。Mọi người biết từ error するở đây là gì không nhỉ? Error chính là từ mà phiên âm từ tiếng Anh ra ấy, là gì nhỉ? Chỉ tại cậu làm lỗi, mắc lỗi sai ấy, mà cuối cùng chúng ta đã thua trong trận đấu này. Tiếp theo câu thứ ba.あいつは何でも人のせいにするから嫌われたの。あ、そうですか。cái thằng đó ấy thì cái gì cũng đổ lỗi cho người khác hết nên là bị mọi người ghét. 毎日飲みすぎたせいで体を壊れてしまった。chỉ tại ngày nào tôi cũng uống quá chén mà bây giờ làm quay ra ốm mất rồi. Né, 体を壊した。そう。ごめん。年のせいで。腰と背中が痛い。もう先生年になったんですか？thầy già luôn, giờ này già cả rồi, chỉ tại già cả rồi mà bây giờ lưng với cả xương đau hết cả. À cô sĩ nhé, à cô mẹ cô sĩ nhé. Này, cô bạn, この薬のせいで風邪がさらにひどくなった。Mọi người có bao giờ uống cái thuốc gì mà chỉ tại uống cái thuốc này mà bệnh nặng hơn à quên nhầm cái gì bệnh nhầm à cái cúm bệnh cúm nặng hơn đúng không? Chỉ tại cái thuốc này mà bệnh cúm trở nên nặng hơn thì đôi hơn đấy à thôi. Tiếp theo còn không xe cả cả đây là những nghi vấn thôi. Nghi vấn đây là chắc đúng không? Đây là chắc là tại đúng không? Thì đây có lẽ một cách sử dụng khá là mới đúng không nhỉ? Từ xe nhé. À mình gặp từ xe cả hana ga kirei ni mieru. Cái bài nó cũng không phải là có nghĩa xấu đúng không? Thì mình có thể gì nhỉ? Nói dịch như sau ạ? Vì sao nhỉ? Có lẽ là do tại trời mưa nên là tại là nào? Có lẽ là bởi trời mưa nên là hoa nhìn trông đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Đấy, câu 2. お酒を飲みすぎたせいか頭が痛い。chúng ta nghĩ trong đầu đúng không? Có lẽ là vì mình uống quá chén nên là bây giờ đầu đau hết cả. Sang ba, khi nó xe cả, sai kiến, ha ha wa, gen ki ga nai yo desu. Cái từ khi nó xe cả là một cái từ dùng rất hay của người Nhật mọi người ạ. Mình sẽ dịch như sau ạ, không hiểu vì sao. Mà gần đây mẹ trông có vẻ như là không được khỏe cho lắm. Khi nó xe cả, あとは4番ですね、私は読みます。たくさん仕事をしたせいか病気になってしまった。じゃあ、tại làm việc quá nhiều nên là mới đổ bệnh. Hết rồi. Mà tao qua đi mất rồi. Bài học ngày hôm nay rất là đơn giản đúng không? Chẳng có gì khó khăn cả. Mà phân biệt cũng không có gì gọi là phức tạp. Vì thế, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Mọi người cố gắng lên nhé. Và chúng ta sẽ hẹn nhau ở những clip tiếp theo. Ok, bye bye.